điều tốt cho anh em, giảm tới 40%. Dòng nón ngon như là LX2 FF800 hai kính, nhưng mà rẻ hơn FF800 nha. Có chức năng như một LX2 OF600 nhưng rẻ hơn OF600 nha nè. Qua đây xem nha. FF800 tại sao ngon? Nó được làm từ KBA và có hai kính, có thể gắn được pin lock chống động xương hơi thở. OF600 làm sao ngon? Tại vì nó cũng hai kính và có lỗ thoáng gió. Thì theo anh em, dòng nón giảm giá đó ngon như thế nào? Nó ngon. Sao nó ngon? Tại vì anh em muốn mát đúng không? Thì mình dở hàm lên. Dở hàm lên mát nha. Anh em muốn hai kính đúng không? Thì mình gài xuống hai kính. Rồi. Anh em muốn nón có chất liệu làm từ KBA đúng không? Làm từ KBA giống FF800 luôn. Anh em muốn nó thành full face đúng không? Full face nha. FF800 gắn được pin lock chống động xương hơi thở đúng không? LX2 FF324 cũng gắn được nha. Tặng kèm nha. Và đương nhiên giá đang được giảm 40%. Rẻ hơn OF600. Cái này làm được chức năng của cái này, làm được chức năng của cái này. Thì anh em chọn cái nào? Chưa hết đâu nha. Với cái giá cái này, anh em chỉ mua được Yohe 935 thôi. Số lượng có hạn. Đó, do anh em chọn. Còn Yohe 935, đây, hai kính lực hàm